ngày 30 tháng 12, tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đến dự có đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức hội thi cùng các thành viên trong ban tổ chức, ban giám khảo, lãnh đạo các xã Lâm Hóa và Thanh Hóa. Tham gia hội thi có 4 đội thi với 40 thí sinh đến từ các bản Cà Sen, xã Thanh Hóa và bản Kè, bản Cáo, bản Chuối, xã Lâm Hóa. Mỗi đội dự thi trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi bằng hình thức sân khấu hóa, thi kiến thức và phần thi tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những tình huống thực tế về đạo đức, lối sống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về luật hôn nhân và gia đình, luật trẻ em, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới và những hệ lụy của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội và cộng đồng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình. Đây còn là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân số củng cố, trang bị kiến thức, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ và trau dồi kỹ năng xử lý các tình huống có thật diễn ra trong thực tế. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi của bản Kè, xã Lâm Hóa, giải nhì thuộc về bản Cà Sen, xã Thanh Hóa, giải ba thuộc về bản Cáo, xã Lâm Hóa và trao giải khuyến khích cho bản Chuối, xã Lâm Hóa.